Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Wonderwoman. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Wonderwoman nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng châu 1 được cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng max châu 1 trước, vì đây là châu thức gây sát thương chính của Wonderwoman. Khi kích hoạt, Wonderwoman sẽ lướt theo hướng chỉ định, có thể vừa định hình, gây sát thương vật lý và làm chậm tốc chạy của những kẻ địch trúng chiêu. Đồng thời, giúp cô nhận được miễn thương trong vài giây và cường hóa đòn đánh thương kế tiếp sẽ kích hoạt nội tại. Trong vòng vài giây kế, Wonder Woman có thể tái kích hoạt chiêu thức này một lần nữa trước khi tiến vào trạng thái hồi chiều. Ở lần dùng chiêu thứ hai sẽ không kích hoạt nội tại, nhưng nếu mục tiêu trúng phải rìa của chiêu thức này sẽ phải chịu gấp đôi sát thương. Với hai lần kích hoạt, hãy tận dụng chiêu thức này nhịp nhàng để ra vào giao tranh một cách hiệu quả. Ở lần kích hoạt đầu tiên sẽ cường hóa đòn đánh thương kế tiếp. Vì vậy, hãy tận dụng điều này để giúp liên tục kích hoạt nội tại, giúp Wonder Woman vừa gây sát thương liên địch vừa hồi phục tốt cho bản thân. Ở lần kích hoạt thứ hai, hãy khéo léo can cho rìa chiêu thức chạm phải mục tiêu để tối ưu khả năng gây sát thương. Nội tại giúp sau mỗi hai đòn đánh thương liên tiếp, đòn đánh thương thứ ba của Wonder Woman sẽ được cường hóa, giúp gia tăng tầm đánh, gây sát thương chuẩn, kèm làm chậm địch và hồi máu cho bản thân. Vì vậy, trước khi đến với giao tranh hay là trong quá trình di chuyển, hãy đánh thương hai lần vào không khí trước để đòn đánh tiếp theo sẽ kích hoạt nội tại, giúp tối ưu khả năng gây sát thương. Và với tầm đánh xa của đòn đánh cường hóa này có thể tận dụng để cấu rỉa, suộn lính từ xa, trích bụi và tranh cướp mục tiêu. Khi kích hoạt chiêu 2, Wonder Woman sẽ phóng dây thừng theo hướng chỉ định. Nếu trúng kẻ địch có máu hiện tại còn trên 50% sẽ kéo bản thân lại gần mục tiêu. Nếu trúng kẻ địch có máu hiện tại còn dưới 50% sẽ kéo mục tiêu lại gần bản thân, có thể vừa định hình, gây sát thương vật lý và làm choáng địch trong thoáng chốc. Chiêu 2 yêu cầu các bạn cần phải ý lượng máu hiện tại của mục tiêu để đưa ra quyết định là áp sát hay kéo mục tiêu lại gần bản thân. Ngoài ra, chiêu 2 còn là một công cụ giúp tháo chạy rất tốt khi bị truy đuổi hoặc tiếp cận mục tiêu tốt hơn bằng cách quất soi vào các mục tiêu cạnh bờ tường để lướt qua bên kia địa hình. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng chiêu 2 vào các bụi cỏ để trách bụi nếu nghi ngờ có địch trong đó. Khi kích hoạt chiêu cuối, Wonder Woman sẽ tụ lực và được tăng miễn thương kèm miễn khống trong thoáng chốc, rồi tung chiêu làm choáng những kẻ địch trước mặt, đồng thời giúp bản thân và đồng minh phía sau nhận là chắn chặn sát thương và tăng tốc chạy trong thoáng chốc. Đây là chiêu thức giúp Wonder Woman có khả năng upgrade cực mạnh trong giao tranh, khi vừa có tác dụng lên đối phương, vừa có tác dụng lên cả đồng minh trên diện rộng. Qua đó, với một tình huống dùng chiêu cuối đẹp, Wonder Woman có thể xoay chuyển cả cục diện của trận đấu. Tuy vậy, Wonder Woman là một vị tướng đánh mạnh về cuối game, vì đầu game áp lực của Wonder Woman gần như là không có. Cho nên, khi đánh Wonder Woman, bạn phải kiên nhẫn ở giai đoạn đầu trận và đánh về cuối game và nên ưu tiên đi rừng để giúp Wonder Woman có khả năng tăng tiến sức mạnh nhanh. Với vai trò đi rừng, khi bắt đầu vào trận đấu, hãy ưu tiên bắt đầu vòng rừng từ con bùa đỏ hoặc là con bùa hướng ngược lại so với đường dòng trước vì Wonder Woman không tốn năng lượng để sử dụng kỹ năng. Ăn đến bùa xanh thì khéo léo vừa ăn con bùa xanh vừa kéo con bùa xanh lại gần con bọ cánh cứng để đòn đánh cường hóa từ nội tại sẽ trúng cả hai mục tiêu giúp Wonder Woman hoàn thành vòng rừng nhanh chóng hơn. Còn với vai trò đi đường, hãy trang bị cho Wonder Woman phép bổ trợ tốc biến để gia tăng sự đột biến khi kết hợp với bộ kỹ năng cũng như giúp cô gia tăng khả năng tham gia hoặc đào thoát khỏi giao tranh. Còn nếu muốn có thêm sát thương kết liễu, hãy trang bị cho Wonder Woman phép bổ trợ bộc phá. Combo cơ bản của Wonder Woman như sau: dùng chiêu 2 để áp sát hoặc kéo mục tiêu về, sau đó dùng chiêu 1 để gây sát thương, kẹp nánh thương để kích hoạt nội tại, dùng tiếp chiêu cuối để khống chế mục tiêu và tái kích hoạt chiêu 1 để kết liễu mục tiêu. Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể mà các bạn có thể thực hiện combo như sau: sử dụng chiêu 2 để tiếp cận mục tiêu, sau đó dùng chiêu cuối luôn để khống chế địch, hoặc chủ động dùng chiêu cuối đầu tiên nếu chắc chắn tung chiêu trúng đích hoặc là muốn gia tăng khả năng đào thoát của giao tranh. Là một vị tướng đấu sĩ tiến hướng sát thương, hãy xây dựng cho Wonder Woman bảng ngọc tốc đánh để giúp cô nhanh chóng kích hoạt nội tại. Cùng với đó là bảng phù hiệu ma tính sẽ giúp Wonder Woman liên tục dùng được chiêu thức trong các tình huống giao tranh. Về trang bị, với vai trò đi rừng, hãy khởi đầu với Wonder Woman bằng kiếm truy hồn, tiếp đến là giày kiên cường, theo launching note hoặc sẽ là thương xuyên phá nếu team địch toàn máu giấy, hay sẽ là kiếm Muramasa nếu team địch có nhiều tướng cứng cáp có khả năng chống chịu sát thương tốt. Tiếp đến là phức hợp kiếm, nhanh Fury và giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm lạc mệnh. Còn với vai trò đi đường thì trang bị cũng tương tự như đi rừng thôi, nhưng thay vì phải lên đồ đi rừng thì chúng ta sẽ lên đao truy hồn nếu team địch có tướng có khả năng phục mạnh, không thì lên thương khung kiếm hoặc sẽ là một trang bị phòng thủ để khắc chế nguồn sát thương chính của team địch. Đó là toàn bộ về Wonder Woman mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nhỏ nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Wonder Woman. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.